Ok. Hello, xin chào toàn thể các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với cửa hàng dụng cụ nông nghiệp của em. Thì hôm nay em cũng về được một cái mẫu xẻng đa năng. Thì chính vì vậy nên là em ra vườn em làm luôn một cái video để review cho các bác. Tí nữa em sẽ cuốc đất và em sẽ xúc đất cho các bác biết luôn về cái tác dụng của cái xẻng đa năng này là như thế nào nhá. Thì đây, một cái hộp xẻng đa năng này thì các bác có thể là dùng để cuốc này, để xới này, hoặc là các bác nào mà các bác đi ô tô ấy mà vào những cái vũng lầy, các bác lấy cái xẻng này các bác đây, bánh ô tô cũng là đều rất ok nhá. Đây, quay gần vào đây này. Đây, cái xẻng đa năng này có hai màu, một là màu cán bạc, một là màu cán vàng. Thì hôm nay em chỉ xin review về cái cán bạc thôi. Và cái cán bạc này em bán là 400.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Và khi mà các bác dở ra thì nó sẽ có 4 cái đoạn như thế này. 1 này, 2, 3, 4. Và mỗi cái đoạn này nó sẽ có một cái công dụng khác nhau. Bây giờ em sẽ lắp cái xẻng này thành cái cuốc nhá. Để đi cuốc ở đây luôn đi. Đây có ít cỏ này, em sẽ cuốc cho các bác xem luôn, xem là cái tác dụng của cái xẻng này như thế nào. Đấy, đây là cái mấu thứ hai này, để thêm cái chiều dài của xẻng vào nhá, cho cái xẻng này nó dài hơn này. Mấu thứ hai em sẽ lắp xoáy vào đây. Đấy, các bác cùng đón xem nhá. Và cái mấu thứ ba nó sẽ có cái mấu này là cái mấu ở đây. À, dao các bác ạ. Đây là cái dao và cái móc này để bật bia nhá. Này, có một đầu dao, một đầu thì là dao, một đầu thì là cưa, và một đầu cái này là để bật bia này. Em sẽ lắp vào luôn cho các bác nhà mình được tham khảo này. Đấy, các bác ơi, nếu mà giả sử như là nhà mình đi picnic này hay đi dã ngoại mà các bác gặp cái chướng ngại vật thì các bác hãy cầm cái xẻng này này. Em cởi gọt luôn cho các bác xem này. Đấy, cái này để gọt hoa quả, gọt thức ăn thì đều được nhá. Còn cái phần ấy này là để cưa này, cưa cành này, rất là sắc luôn. Đấy, cưa được luôn nhá các bác nhá. Đấy, rất là ok. Cưa là gãy. Đấy. Còn cái này là để bật bia, là dùng để bật bia. Cái móc móc này là dùng để bật bia này. Rồi bây giờ em sẽ nối cái chiều dài của cái này vào đây. Đấy là cái đầu để dùng để bật bia nhá các bác nhá. Và còn một cái phần tô vít nữa. Một cái phần tô vít nữa thì nó là nằm ở trong này các bác ạ. Đấy, tô vít đây. Để các bác xoáy này, các bác làm cái gì cũng được. Đây, tô vít đây, các bác sẽ cắm vào cái đầu này. Tô vít này thì nó sẽ có một loại hai cạnh, một đầu là bốn cạnh. Đấy, các bác sử dụng, các bác cứ in chặt vào đây là các bác xoáy được luôn. Cầm một cái như này, các bác xoáy như là một cái tô vít được luôn. Xoáy vào đây. Còn một cái tác dụng nữa của những cái khúc này, khúc nhỏ của cái xẻng đa năng này là dùng để quẹt lửa. Dùng để quẹt lửa nhá. Các bác cứ quẹt vào cái thân này này là nó sẽ tạo lửa. Đấy, quẹt một tí thôi nó đã này, kiểu đánh lửa đã khét khét rồi này các bác này. Các bác chỉ cần quẹt một tí vào thôi. Và một cái tác dụng cuối cùng mà khi mà các bác dùng cái này thì với cái đầu nhọn này, với cái đầu nhọn của cái xẻng này nhá, các bác có thể đập vỡ cửa kính ô tô. Nếu mà giả sử các bác ở trong xe mà các bác muốn thoát hiểm thì các bác có thể lấy cái này các bác đập vỡ cái kính ô tô. Mặc dù là cái cửa kính ô tô nó rất là cứng nhưng mà nó nhọn như thế này thì bao giờ nó cũng có thể là đập được nha các bác nhá. Và bây giờ em sẽ cuốc thử luôn cho các bác xem ở đây này. Với cái đây là cái xẻng, khi mà em làm nó thành cái xẻng thì nó sẽ thành cái xẻng, và bây giờ là em đang làm nó thành cái cuốc. Em cuốc luôn cho các bác xem này. Cuốc đất này. Đấy, rất là được luôn này, chắc chắn. Đó. Đây. Cuốc đất nhá, rất là chắc chắn các bác nhá. Và bây giờ nếu mà em muốn nó thành cái xẻng này, em sẽ làm nó thành cái xẻng luôn. Em sẽ ngả nó ra. Vào đấy, nó đã ngả ra như này thì em lại đóng vào để em xúc đất. Đây, xúc này, các bác xúc, các bác làm vườn hoặc là các bác xúc bánh ô tô thì đều được. Đấy, các bác làm vườn hay các bác xúc bánh ô tô thì đều được hết nhá. Và một cái xẻng này thì em thấy rất là hữu ích. Bởi vì một cái xẻng nhưng mà nó có 4-5 chức năng cơ. Nó có cả dao, cả tô vít, cả phần cưa. À đây, và phần này cũng là phần để cưa nhá. Phần này cũng là phần để cưa này các bác này. Đấy. Và bên này nó cũng là một cái lưỡi dao để khi mà các bác, giả sử các bác muốn phang cái gì đó, các bác phang xuống cho em. Đấy. Ui. Đây, ôi trời ơi, đau quá. Đây nha các bác nhá.
các bác có thể dùng để phang cây được luôn này. Còn phần bên này là các bác để cưa cây. Một cái xẻng này có 5-6 tác dụng, 5-6 tác dụng đi kèm. Nên là các bác hãy sắm cho mình một cái em xẻng này đi. Chỉ có 400.000 đã bao cước phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác rồi. Nếu mà bác nào quan tâm về cái xẻng này, muốn đặt hàng thì các bác alo cho em theo cái số điện thoại em để ở phần tiêu đề, hoặc các bác để lại số điện thoại ở phần bình luận, em sẽ gọi điện trực tiếp để tư vấn và chốt đơn cho các bác. Nếu mà các bác muốn cái mẫu xẻng màu vàng thì bên em cũng có phục vụ cái xẻng màu vàng luôn nhá. Và một cái video ngắn thì em cũng xin kết thúc tại đây thôi. Bác nào mà thấy cái sản phẩm này hay và thấy quý em thì các bác hãy cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh ở phần quả chuông để tiếp cho em thêm những cái động lực em làm video lần sau giới thiệu những cái sản phẩm đến cho các bác nhá. Và xin chào, hẹn gặp lại các bác vào một cái video lần sau.